chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm thầm ở dưới miền Tây dèo xuồng nghe thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh non la đội nghiêng tóc dài em khẽ gọi người thương ơi em vẫn đợi chờ. Thang múa bên nữa. Anh mới múa dạ. Cái nón là thấy cứng ngắc nữa. Sao múa rồi sao lòi giới tính đâu quá vậy? Thì bởi vậy múa cái nón vậy thấy cứng ngắc rồi. Em làm lại cái nón rồi, nón lá đội nghiêng rồi. Rồi chào hai bạn. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi, bây giờ hãy giới thiệu thật lớn, to, rõ ràng cho đối phương có thể nghe được mình. Mời em trai. Chị Cát Tường cũng như ban biên tập chương trình, em tên là Nguyễn Thanh Nguyễn, nay 34 tuổi, hiện làm mở tiệm, làm nghề thợ hàng ở nhà, tại gia đình. Tự làm luôn? Dạ. Nhà ở đâu? Quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Miền Tây ha. Dạ. Bây giờ sống ở đâu? Dạ, sống ở nhà, là nơi địa chỉ em làm luôn là ở nhà. Địa chỉ em ở nhà mà ở nhà ở đâu? Nhà ở 11/10 Học Lạc, phường 8, thành phố Mỹ Tho. À, ở Mỹ Tho hả? Mỹ Tho chị. À, Mỹ Tho. Là mình đang sống với ai? Sống với ba mẹ, với đứa em trai nữa hả? Rồi làm với cái thợ hàng vậy đó, làm với ai? Làm với đứa em. Rồi là ai, là hai anh em, ai làm chủ ai? Hai anh em thì nhà hai người nhận công trình thì chia nhau làm, chứ không ai làm chủ ai. Không ai làm chủ ai hết, tự làm kinh doanh ở nhà. Ủa nãy nói năm nay nhiêu, 33 hả? 34 chị. 34 tuổi, rồi còn em. Em chào chị Cát Tường, chào anh. Em tên là Bích Hồng, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện nay em đang làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nói lớn lên xíu nè cho anh Nguyễn anh nghe nè, tên Hồng phải không? Dạ, em tên Bích Hồng. Là sinh năm nhiêu? Dạ, em sinh năm 1986. 86, dạ. Bên đây là 85. Dạ. Rồi, vào Nam lâu chưa? Dạ, em vào 15 năm rồi. 15 năm, hiện nay là Hồng đang làm công việc gì? Dạ, em làm công việc văn phòng. Văn phòng. Công ty gì? Dạ, công ty truyền thông. À, làm dạ. Công ty truyền thông, là chuyện làm bên báo chí đồ hả em? Dạ. Sau đó giờ không thấy phỏng vấn viết bài gì cho chị hết vậy? Dạ, chắc sau dịp này. Mình hiện tại mình đang sống với ai trong này? Em sống với em họ. Em họ. Em đi Mỹ Tho lần nào chưa? Dạ, em có. Thật ra Mỹ Tho cũng gần, là bây giờ đi hết cao tốc là tới phải không? Thì đây tiếng gửi. Tiếng gửi về bao lâu lên thăm bạn gái được lần nếu mà quen nhau? Thời gian dành cho bạn gái thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Chạy lên Sài Gòn là bao lâu lên được một lần? Có bạn gái trên đây thì sắp xếp một tuần đi một lần. Tuần đi lần, lần đi tuần. Cái đó thì hên xuống. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thích chơi thể thao, em thích đi du lịch, nghe nhạc. Rồi em cũng thích làm những công việc thiện nguyện cộng đồng. Còn điểm mạnh của em thì em khá là thân thiết, hòa đồng. Điểm xấu thì chắc là hay nóng tính. Nóng tính. Rồi thi thoảng cũng hơi bề bộn chút. Mà nãy em nói quê em đâu? Là em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là sao, liên quan gì tới bộ đồ này? Đâu phải dân miền Tây. Em có sở thích là tìm hiểu văn hóa các vùng miền Việt Nam. Để qua cái quá trình đó thì em cũng có sưu tập một số bộ đồ liên quan đến các dân tộc ở trong đất nước Việt Nam. Thì cái bộ đồ này là một trong số những cái sưu tập đó. Tôi nghi bữa nay có điềm. Tại sao không bận ở những cái miền khác? Tại sao hôm nay lại chọn cái đúng bộ đồ này? Mà bộ đồ này là cái nét đặc trưng của dân miền Tây. Em biết ta mặc gì không? Áo màu ba. Đó. Là biết bữa nay gặp em rồi, dân Mỹ Tho rồi, đúng không? Như là hôm nay là có duyên với nhau rồi đó. Bây giờ bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em sao? Điểm mạnh thì em cũng hòa đồng, hay nói nhiều, tính tình thì cũng vui vẻ. Còn điểm yếu là cũng lo xa, mà hay cũng tự ái cao. Đôi khi nó nói trong chuyện tình cảm thì có nhiều cái là cũng thờ ơ với bạn, với người khác phái. Nhưng mà cũng nhiều lần thì sau lâu này, lâu ngày thì cũng rút kinh nghiệm ha. Vậy thì tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Thì em trải qua cũng nhiều mối tình. Nhiều là mấy? Đếm hết nổi không? Ngón tay, ngón chân đếm đủ không? 15 cho tới 20. 15 cho tới 20. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn. Được. Thanh niên, nam nhi chi chí, có sao nói vậy. Mà mối tình sâu đậm nhất á, là được mấy mối, mối nào?
sâu đậm nhất là chỉ có khoảng hai mối tình, mối tình đầu với mối tình sau khi đi bộ đội giấc ngủ về. Có đi bộ đội nữa? À có. À khỏe ha, mà sao đi bộ đội về để phát tướng vậy? Thì vô trường quân đội ăn uống đầy đủ, rồi thể dục thể thao đầy đủ rồi mới phát tướng. À vậy á hả? Rồi cái mối tình thứ hai đó là sao chia tay? Mối tình thứ hai đó là do bị bạn gái cắm sừng nên mới chia tay. Cắm sừng chia tay vui quá mập luôn. Quen bao lâu mà bị cắm sừng? À, cũng khoảng 1 năm. Rồi sao mình phát hiện ra? Thì vô tình trong một cái bữa tiệc đi sinh nhật của bạn, một đứa bạn chơi chung, người trai kia lại rước bạn nó đi. Ủa là sao? Có nghĩa là trong một cái tiệc sinh nhật của một người bạn chung của hai đứa. Thì thời điểm đó lúc mà ăn uống nhậu xỉn say rồi, cái người đó mới lại, cái thằng bạn trai của người bạn gái mình nó mới lại rước người đó đi. Mà đi luôn? Đi không luôn. Không để rút mặt, không để mũi gì chứ. Thì đó là cái cảm thấy lúc đó là cái sừng nó mọc nó hơi dài dài xíu nên rút luôn. Chắc bên kia đang ghen tuông gì đó, tới nơi rước đi luôn đúng không? Cái đó thì không biết. Rồi nhưng mà sau lần đó có gặp nhau đối chất hay nói chuyện gì nữa không, hay là sau lần đó là âm thầm lặng lẽ rút luôn? Là hiểu luôn đó, cái bữa đó bị rước đi là hiểu luôn á. Cũng buồn khoảng thời gian cũng tháng hai tháng rồi cũng từ cũng ngoài. Rồi sau đó quen một người cũng chung bạn gái cũng chung trường nữa. Rồi sao cũng, nữa bị gì nữa? Cũng thì lúc đó người đó thì bên nội người đó kêu về lấy chồng. À có mối tình nào gây cấn nữa không? Có những sự kiện gì éo le nữa không? Sau khoảng thời gian nó cũng có quen nữa. Rồi có bị cắm sừng nào nữa không? Không có bị cắm sừng nữa mà kỳ này bị đàn áp. Bị đàn áp là sao em? Trời ơi, em là bị đàn áp. Giống như là đòi hỏi buộc là phải giờ là đưa em vô hoàn cảnh là bây giờ để cho có con được hai đứa đứng đến đám cưới. Không hiểu người đó yêu em quá hay sao? Cái đó là có thể là quá yêu hay sao đó thì không biết. Lúc đó là mình đàn ông, mình bị vô cái thế bị động làm sao yêu lại được chị. À như là chứ mới quen chưa gì trơn là cứ ép cưới không à? Thì bây giờ là muốn đạt được mục đích mà để cho dẫn đến có thai mà đợi đến cưới luôn. À mà em không chịu luôn, em từ chối luôn. Trời ơi em men quá, em từ chối luôn. À, từ tại nhân hiến mà em từ chối luôn. Thì lúc đó thì cũng mới 24, 25 tuổi thôi, mới ra trường mới học nghề được 1-2 năm, chưa có ổn định mà bây giờ ràng buộc vô cái thế đó là sao được. Rồi bây giờ ổn định chưa? Sau 10 năm thì nó đã ổn định nữa. À, rồi bây giờ muốn cưới chưa? Bây giờ thì ví dụ như quen bạn gái thì xác định chỉ có cưới thôi, bây giờ đâu còn như à, cái mối tình mà mối tình gần nhất đây nè mà chia tay rồi lên đây ngồi đây là bao lâu rồi? Khoảng 7 năm. 7 năm? Ủa sao hồi trước đó quen gì mấy chục người nhiều mà sao 7 năm nay không quen ai vậy? Thì giờ tới vô công việc, vô cái nguồn công việc rồi không có quen nữa. Cũng 7 năm nay không buồn hả? Cũng đi chơi với bạn với bè rồi đó, có những đứa bạn thân thì gửi đi chơi với tụi nó thôi. Thề đi. Chỉ yêu thầm thôi chứ không quen. Yêu thầm hả? Mắc mới gì yêu thầm mà không khai thì à? Thích thì thôi. Giờ cái kinh nghiệm gù gái nó bị lục rồi. À gù gái bị lục rồi, giờ đi mài lại đi nha. Rồi còn em sao em? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình. À, cũng cảm thấy là quan điểm nó không hợp nhau nên là không tiến tới tương lai. Mối tình mà mới chia tay đây là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng tính bằng nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi, mình quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu thì chắc khoảng 5-6 năm, từ thời học sinh kiểu lâu sinh viên. Còn mối tình thứ hai? Sau đó thì cũng được gần 2 năm. Mấy năm nay tại sao không quen được ai? Lười quen rồi cũng lo công chuyện, xong rồi nó thời gian trôi nhanh quá mình cũng... Có lục nghề yêu giống như anh này không? Em tính học câu đó chứ. À lục nghề à, bây giờ thôi cố gắng mài lại, hai bên ráng mài lại nha. Thế bây giờ nếu em tìm được một người vừa ý thì em nghĩ bao lâu em sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ chắc là sớm thôi, qua năm chị. Hoặc là qua năm kịp không? Ừ, đừng có nói tay gài nha, cái này em muốn. Bây giờ em muốn bao lâu tiến tới em hôn đâu nhân? Có nói bây giờ là tới giai đoạn này là toàn là tự nguyện, em hết bị gài rồi. Bị gài rồi, nhưng mà mình đã sẵn sàng tâm lý để đám cưới chưa? Đã sẵn sàng rồi. Ok, mình mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiểu chuyện về ngoại hình. Ngoại hình thì sao cũng được, mình cũng có điều kiện, mình cũng đẹp trai, cũng ông chủ đồ, sao cũng được là sao? Dạ anh muốn cao thấp nhiêu, mập ốm sao, mắt mũi tóc tai đồ sao? Thấp hơn em chút là được rồi. Chứ em cũng không đòi hỏi mà phải cao quá. Mà cũng phải không đòi hỏi là phải đẹp quá. Rồi, thích bạn gái tính cách như thế nào? Hơi khó khăn, hơi dữ một chút. Tại kì. Vì thứ nhất giữ là sẽ được, mình sợ là mình sẽ giữ được mình sau này. À kinh nghiệm tình trường mấy chục mối tình mới kinh nghiệm được nhiêu đó đó. Khi bạn gái giữ sao em nhắm em có giữ nổi không? Dạ cũng có lúc em giữ. Giữ phải không? Dạ. Ừ, chị thấy cũng được, có vẻ trị được đó. Thế còn em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Dạ em thích một người gọi là có bản lĩnh trong cuộc sống. Man một chút. Cả về gọi là ý chí lẫn thể lực. Một người mạnh khỏe về thể chất và
mạnh khỏe và tinh thần. Có đem hình theo không? Thử thử cảm giác đầu tiên hai người coi có nhận ra nhau giữa dòng đời xô đẩy đi không nha. Trời đất ơi, có cổ chồng á, gán kiếm đi. Trời ơi, hình mà cũng con gái không ha. Gán coi đi em, cái hình mà con gái còn nhiều hơn con trai nữa. Ráng banh banh ra rồi kiếm ảnh đi, ảnh nó trống luôn đó. Một anh, hai anh, ba anh, có bốn anh chứ nhiều. Bốn anh, năm cô, rồi kiếm đi. Có đặc điểm gì cho gợi ý cho người ta một cái một nhẹ nhẹ sương sương nè. Mặt tròn. Mặt tròn dạ. Hết, được rồi, không có mượn nhiều. Bên đây, tìm thấy cổ chưa? Ai? Đây. Ủa sao chọn cái cô nhắm mắt nhắm mũi vậy? Thì suy nghĩ thôi chứ đâu biết được. Bao nhiêu cô mở mắt đẹp không chịu chọn, chọn cô nhắm mắt là thích cô đó phải không? Cổ phải không? Hồi tôi gả cổ nha. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mời hai bạn chúng ta sẽ xem, kiểm tra sau cái bài test đầu tiên, cảm nhận đầu tiên sau mấy phút nói chuyện, mình có lựa chọn đúng người tình trong mộng của mình không nha quý vị. 1, 2, 3. Em chào, chào anh. Anh có món quà anh gửi tặng cho em, anh không biết mua cái gì. Tặng em. Trời, tặng gì mà ấp ấp úng vậy? Em gửi tặng anh món quà này. Đây là một ly uống cà phê và một cái cây này em trồng. Ủa sao anh tặng một, em tặng hai, nhiều quá anh ngại. Em cũng biết ngại nữa hả? Ly uống cà phê nè, có muỗng nè, có ly đàng hoàng nè, có cây em trồng nữa nha. Biết trồng cây không? Để đi bộ đội mà chị. Vậy chơi tăng sức nè, chuyên môn. Về chăm bón nha. Rồi coi quà anh tặng quà gì với em? Trái tim anh giống. Phải không? Wow. Tại sao tặng đồng hồ có ý nghĩa gì không? Tặng em cái đồng hồ là tặng em thời gian. À, là ảnh ý anh rảnh lắm á cưng. Nha, bất cứ lúc nào em cần gọi ổng là ổng xuất hiện. Chọn em cái tấm hình nhắm mắt nhắm mũi á. Cổ đâu, cổ là ai, chỉ vô lại coi. Ừ, vậy. Rồi sao tự nhiên rồi chọn cái cô nhắm mắt. Đâu có biết đâu, thì đã linh cảm mà. Cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên khi gặp nhau thì em cảm nhận như thế nào? Cũng hơi run. Sau 7 năm trời mới biết cảm giác run. Có run là mừng rồi. Khi nhìn thấy cô ấy thì em có suy nghĩ gì, có cảm xúc như thế nào? Bạn gái đối diện rất là xinh đẹp. Có nét gì dữ dằn gì không? Dữ thì chắc phải tiếp xúc lâu ngày mới biết, chứ bây giờ không lẽ mới lần đầu tiên gặp mà dữ liền thì không có. Thấy cô bận bộ bà ba đẹp không? Đẹp. Thấy có duyên không? Có duyên. Biết em dân Mỹ Tho bận bộ bà ba. Rồi thế còn em, khi mà cánh cửa trái tim mở ra thì em là cảm em nhận. Chọn hình này đúng. Em chọn là đúng rồi. Thì em có cảm nhận gì khi mà cánh cửa này mở ra? Em cũng thấy rung. Rung luôn, vậy là bắt đầu mài cái bộ ổn ổn rồi đó nha. Mài cảm xúc. Gì nữa? Nhìn thấy ảnh như thế nào? Có một cái nhận xét gì với ảnh coi? Anh có nụ cười rất là tươi. Khuôn mặt trông cũng rất là thân thiện và hiền. Sao ta khen tươi tươi lên chứ gục xuống vậy cưng? Mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ thù gục xuống thấy cái bụng nó xệ quá kìa. Lo tập thể dục đi nha, mới còn trẻ nha, bụng mở rồi nha. Bây giờ Dì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để trò chuyện riêng với nhau nha. Dì Tường sẽ ra ngoài, 5 phút sau Dì Tường quay trở lại, được không? Để thôi tôi ngồi đây ống mắc cỡ. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái Bảy và chúng ta cùng nhau trò chuyện và có một buổi ăn trưa cùng với nhau. Xin mời hai bạn thưởng thức món gỏi cá trê chiên xù. Đây là cá trê mình hấp chín nha. Mình nhào chung với bột, mình chiên xù lên. Từng miếng thịt được chiên giòn vàng rụm luôn. Ăn kèm với sốt xoài đặc trưng của Thái Lan. Vừa thưởng thức món ăn vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Chị Tường đi kiếm đồ ăn đây. Cảm ơn chị. Trong đồ ăn anh có kiêng món gì không? Anh thì dễ, chỉ có kỳ ăn đắng mà. Phải là rau đắng anh không ăn được à? Không. Anh có thích uống rượu không? Có, nhưng mà đi làm đa số đi công trình ít uống. Lâu lâu thì hợp mặt với bạn bè mới uống 1-2 ly. Quan điểm về cuộc sống của anh như thế nào ạ? Còn trẻ, cứ phấn đấu, gây dựng từ từ. Tới một ngày nào đó thì lúc mà mình già rồi là mình sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái khoảnh khắc mình sẽ nhớ. Như là giờ mình còn trẻ, mình có sức, mình cứ làm. Này em nghe thấy anh chia sẻ nói là cũng quen rất là nhiều người bạn gái đúng không? Mười mấy người lận mà sao anh không có lựa chọn được ai là lý do như thế? Có thể là cái khi là cái duyên cái nợ anh tôi chưa tới là một phần. Rồi thời điểm đó lúc mà 24-25 tuổi, tụi đó còn mới ra nghề nghiệp thì nó chưa ổn định. Rồi quen chỉ là quen do là có với bạn bè thôi, chứ chưa có suy nghĩ là phải lập gia đình. Lúc đó nội anh có kêu anh lấy vợ, là năm anh vừa đi bộ đội về luôn á, mà anh không có quyết định lấy. Tại vì nói với nội là nghề nghiệp con chưa ổn định, con lấy vợ về thì con sẽ làm gì cho vợ, nuôi vợ con được. Anh Nguyên thích đi du lịch nhiều không ạ? Anh đi nhiều chưa? Anh
thì cũng do công việc, nhiều khi anh đi đó hoài à. Nhưng mà số đi du lịch thì ít. Có thể là sau này nếu mà anh với em có cái gì đó nữa thì chắc có thể là em phải dẫn anh đi. Chứ đó giờ anh chỉ đi hồi nhỏ tới lớn là chỉ có đi Đà Lạt rồi Vũng Tàu là hết, ít đi đây đi đó. Anh mong muốn như cuộc sống gia đình của mình sau này như thế nào? Chỉ cần gần người vợ hiểu anh là được. Tại vì đôi khi cuộc sống này rất là nhiều cái áp lực. Anh thì anh không có hứa gì nhiều. Giờ anh sau này thì anh những cái vấn đề mà nhỏ những gì là anh không bao giờ làm. Giờ anh buồn là một. Rồi những cái chuyện mà nhỏ nhặt trong gia đình, thí dụ như là tệ gia nội trợ thì anh có thể phụ thì anh được rất là nhiều. Như em nói em làm việc văn phòng á, cái đó thì tương lai không biết nói sao. Nhưng mà thí dụ như giờ cái vấn đề mà đưa con, đứa con đi học, anh là người thời gian rảnh rất là nhiều. Anh sắp xếp được, anh đưa cho con được. Sao? Cá trê chấm xoài ngon không? Dạ ngon vậy. Tôi cũng vừa vô quất được một miếng rồi đó. Thấy bạn có nét gì dữ dằn chưa? Nhắm có thể nào quản thúc được em không? Nhiều khi về mà ấy khỏi cần giữ thì mình cũng sợ, cần gì phải giữ mới sợ. Nhiều khi mình thương là mình sợ. Mà Nhắm có tiềm năng không? Có tiềm năng thương không? Cái đó là giờ chỉ có nói thật lòng là thời gian trả lời thôi. Chứ bây giờ nói hiện tại bây giờ thì nó quá là giờ đúng rồi đúng. Nhưng mà mình chỉ nói là tiềm năng, có nghĩa là mình nhìn cái đối tượng mình thấy có tiềm năng khai thác không. Vậy em dân đầu tư em nhìn cái này có tiềm năng, cái này không có tiềm năng, đúng không? Thấy có tiềm năng không? Có tiềm năng. Có tiềm năng ha. Đầu tư có lãi không? Rồi em quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Hôn nhân thì cần có nhiều trách nhiệm. Ngoài cái tình yêu thương ra thì phải có trách nhiệm cao. Và có cái sự chia sẻ lẫn nhau. Tức là em nghĩ là cần phải đối thoại. Khi nào còn đối thoại thì chắc là còn sẽ tiếp tục chia sẻ được. Nếu hồi nhìn nhau mà không muốn nói gì hoặc không muốn nhìn, không muốn mở miệng luôn là hiểu vấn đề rồi ha. Nên có chuyện gì có đi á, thì cũng nhớ nói với thằng em chị một tiếng nha. Đừng lẳng lặng kêu anh khác tới rước đi thì tội nghiệp nó lắm nha. Có khi nào lịch sử lặp lại lần hai không em? Giờ thì chắc bị gắm sừng chắc cũng hơi bị hiếm. Mà giờ hiểu rồi. Ví dụ một câu nữa nè. Ví dụ như bây giờ là giờ là muốn lấy vợ rồi phải không? Rồi ví dụ giờ mình quen cô nào đó mà giờ đó giống như cái tình trạng 10 năm trước đó, cô ép cưới cũng muốn gài đồ này kia vậy đó, là cho cô gài không? Thời điểm này là kinh tế ổn định, tinh thần thoải mái là chỉ cưới thôi chứ có gì đâu. Giờ nhưng mà rủi như gài cũng thấy người mình thích mới cho gài chứ không vậy đâu có được. Giờ nhà qua năm đám cưới được chưa? Được, nếu mà bên đàn gái chịu thì bước qua. Gì ai chịu ai bước qua? Thì nếu mà bên bàn đàn gái chịu thì em mới bước qua. Xin mời hai bạn bốc thăm mỗi người một lá, đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Trời ơi, ổng chọn Cẩm Hường. Đọc lớn lên. Bạn hãy thể hiện tài năng vũ đạo của mình lên trên nền giọng hát của bạn gái. Em muốn. Mày không biết múa người ta mới yêu cầu. Giờ bạn gái hát bài gì rồi nói đi, dễ dễ cho bạn trai bạn múa theo minh họa. Em đứng lên trước đây nè, sân khấu này là của em nè. Bạn gái hát bài gì? Em hát bài Chiếc Áo Bà Ba luôn. Rồi, trời ơi, Chiếc Áo Bà Ba trúng nghề của em luôn. Em đứng ở đây em, dân miền Tây nha. Tràng pháo tay cho đôi gọi là đôi bạn trình diễn một tiết mục hát múa minh họa Chiếc Áo Bà Ba. Xin mời hai bạn. Anh sẵn sàng chưa? Em cứ hát đi, anh đi theo. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm. Còn ở dưới miền Tây chèo xuồng đi. Thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh. Non lá đội nghiêng tóc dài em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi chờ. Ôi, thấy anh múa con nữa. Anh mới múa cái nón là thấy anh bị cứng ngắc nữa. Sao múa rồi sao lòi giới tính đâu quá vậy? Thì bởi vậy múa cái nón vậy thấy cứng ngắc rồi. Em làm lại cái nón rồi, nón lá đội nghiêng rồi. Thấy lòi bóng ra quá vậy cha. Thì ổn bởi... không? Mà ổn không vậy cái đó bộc phát ra vậy? Thì bởi vậy cái đó bây giờ mình cứng rồi mình múa cái đó mới thấy bắt cảm mới cứng người. Mà giới tính ổn định không? Có gàng mà chị. Có gàng luôn hả? Chắc không vậy? Tự nhiên trong vô thức mà cái non lá cái tự nhiên tôi thấy lòi ra nguyên con luôn vậy. Có nào yêu mấy chục mối tình giờ chuyển hệ không? Hả? Chắc không? Chắc cũ. Chắc cũ thì về chỗ em tin tưởng được không em? Em tự khám phá đi nha, chị không biết đâu nha. Rồi ảnh chọn màu đỏ vàng rồi còn em màu xanh đó, đọc lớn lên đi. Anh có thể kể là ba điều điên rồ nhất mà anh đã từng làm được không? Điên rồ nhất. Ở đây không có nói gì xạo đâu nha, đây là chương trình nói thật không đó. Ba cái điều gì mình cảm thấy là điên nhất mà không thể nào bình thường không ai làm mà tự nhiên lúc đó mình lại dám làm. Chuyện đó bình thường là mình không làm nhưng mà lúc đó mình sung trong người hay là mình bốc đồng lên hay là mình vui quá hay có mình thể, buồn nếu quá mà mình làm cái chuyện mà bình thường mình không làm. Mà
rồi, bình thường không làm mà lúc đó làm là chỉ có lần đầu tiên đi nhậu thôi. Lần đầu tiên đi nhậu sao? Là lần đầu tiên là có thể trong cơ thể em lúc đó là trong người 3 lít rượu. Uống 3 lít rượu á hả? Uống 3 lít rượu là có thể điểm lần đầu tiên đi nhậu, biết nhậu á. Lần đầu tiên uống một ly rượu là... Mà uống 3 lít? 3 lít. Lần đầu tiên uống rượu uống 3 lít. Rồi ngủ 3 ngày. Ủa mình tự nhiên ai kích em mà em bị gì á? Lúc đó nhậu mà lúc mà nó lần đầu tiên biết uống mà thấy uống nó rất là đơn giản, rất là nhẹ. Quất. Thì sao? Ngủ 3 ngày. Ngủ 3 ngày. Không đi cấp cứu là mai rồi đó, nhiều khi phải đi xúc ruột luôn á. Đó là điên chứ còn gì nữa, đó là quá điên luôn. Đó chỉ là lần đầu tiên khi em biết nhậu uống rượu thôi. Thôi đó là cũng là một cái trò chơi vui để hai bạn hiểu nhau hơn ha. Bây giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau. Hồi nãy mở cánh cửa ra mình sẽ nói những câu đầu tiên rồi. Sau khi mình trò chuyện với nhau nãy giờ, giờ hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại lúc này, trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau trước đi ạ. Em cũng muốn cảm ơn chương trình rất nhiều, tạo em một cái mối, một cái cơ hội để em nói ra hết những cái điều mà chắc có thể là qua 7 năm trời nay chưa nói. Nếu mà chúng mình có bước xa hơn một chút xíu nữa thì chuyện em cứ lo, thế giới để anh lo. Ghê. Tôi tin, mặc dù cười cười mà tôi tin. Tôi nói rồi, đoạn đường hơi xa đó nha, phải điều đặn lên thăm nom nha. Được không? Được. Rồi còn em muốn nói gì không? Dạ em cũng muốn cảm ơn chị Cát Tường và chương trình. Cũng là cái cơ hội để em được được nói ra điều lâu nay cũng rất là khó chia sẻ. Và cũng có cơ hội gặp một người bạn mới. Và em nghĩ là chắc là cần thời gian, thì hôm nay 30 phút cũng chưa thể đủ để hiểu được nhau. Và nếu thực sự mà có cái sự đồng cảm thì em cũng là một người may mắn có cái cơ hội để tìm được cái người bạn mà em nghĩ là chặng đường rất là dài. Em cũng muốn người bạn của mình cũng có cái thái độ đó đối với cái mối quan hệ, chứ không phải là chỉ quen biết. Nên là em cũng cảm ơn anh đã có cái duyên để gặp hôm nay. Rồi, cảm ơn hai bạn. Những lời chia sẻ rất là chân thành nha. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta cũng phải đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu, yêu đương để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là cái nút bấm để mà tìm bạn, mà đây là nút bấm tìm người yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy ngón tay ra. Nhắm mắt lại đây hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Cái gì vậy? Bấm hay là không bấm mà sao giật giật vậy? Rồi. Trời đó, một cái thôi, vô lại. Mời qua đây. Thế bây giờ để chứng minh cho mọi người thấy đây là cái nút bấm tình yêu chứ không phải nút bấm bạn bè, mời hai bạn nắm tay nhau. Linh cảm chị Tường hôm nay rất đẹp luôn ha. Bộ bà ba đi về miền Tây. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Hôn không xin phép luôn, người miền Tây thật thà dữ vậy. Thường thường người ta phải anh hôn em nha, tại gì đó. Xin phép lại đi trời. Yeah, em cho phép anh được hôn em một cái nha. Tóc không ạ? Sao cũng được. Rồi. Đầu này có gọi chưa? Có, thơm lắm. Thơm không? Thơm lắm ha. Từ nay nó sẽ là của em. Cố gắng gìn giữ chăm sóc y như là chăm sóc cái cây hồi nãy bạn gái tặng vậy đó. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Chúc mừng hai bạn. Gửi tặng hai bạn đây là chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Trước khi đi về Mỹ Tho đi coi phim với bạn gái trước đi rồi về nha. Chứ cơ hội lâu lâu mới lên Sài Gòn một lần. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, hôm nay rất vui ạ. Một cặp đôi ngay từ đầu thì đã có cảm giác hai bạn này sẽ là cùng nắm tay nhau và cuối cùng là cái dự đoán nó cũng đúng ha. Chắc mọi người đang theo dõi chương trình cũng thấy rất là thú vị và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho hai bạn này và hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn nha. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Các Tường xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới. Giờ phát sóng rất quen thuộc của chúng ta đó chính là 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.